thành phố Hồ Chí Minh sau 30 tháng 9 mở cửa từng bước, không đồng loạt ra đường. Sáng 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Họp báo có ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ thị. Theo đó, từ sau ngày 30 tháng 9, thành phố tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến dịch bệnh. Không phải ngay sau 30 tháng 9, thành phố sẽ mở cửa ồ ạt tất cả các hoạt động mà mở cửa từng bước và có lộ trình. Đưa sinh hoạt người dân từng bước về trạng thái bình thường mới, nhưng không phải mọi người đồng loạt ra đường, ông Bình nói. Trước đó, như đã thông tin, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chỉ thị mới về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Dự kiến từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ của dịch COVID-19. Trong đó, thành phố yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động phải đăng ký mã QR khai báo y tế điện tử. Toàn bộ người đến liên hệ công tác phải khai báo y tế bằng mã này. Các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sử dụng ứng dụng PC COVID hoặc thẻ xanh COVID-19 để kiểm soát và tổ chức hoạt động. Thành phố đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa hai người. Người dân quét mã QR hoặc xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 sau 14 ngày tại các địa điểm đến. Thành phố cũng dự kiến mở cửa lại nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, cơ sở bán lẻ hàng hóa các loại, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chỉ được bán hàng mang đi trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán ăn uống tại chỗ. Chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ truyền thống, cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, tham quan du lịch, tham quan bảo tàng được hoạt động tối đa 30% công suất với điều kiện cụ thể. Các hoạt động thể dục thể thao hàng ngày của người dân được hoạt động tối đa 10 người. Tổ chức đám cưới tối đa 50 người tham dự, đám tang tối đa 20 người tham dự cùng một thời điểm và có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương. Các loại hình đào tạo cho nhóm 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ liều vaccine có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. Thành phố dự kiến tiếp tục tạm dừng các hoạt động như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, các sự kiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ phát động, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,